ýì bài Sanh Rủ Thiên ngày 135 Hãy nghe và nhắc lại cách nói mình chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. Tôi chọn Việt Nam ngữ chuyên nghiệp. Tôi chọn Việt Nam ngữ chuyên Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung Dĩ nhiên là có thể à Tăng lán, có thể à Trước đây chính là học đại học ở đó 以前就在那里读大学。现在我必须注册一个 Facebook。看来我也得注册一个脸书账号。现在添加 WeChat。 xin giải không được sao có thể để bạn mời khách được để mình lái thực đơn của tiệm chúng tôi. 我们店的菜单.

Con rất no, khái h ấ n bảo. h ư vậy à? d như vậy à? Trời Alo. Wei. về đúng giờ mà. 会准时回去的。 sớm đã quen rồi. Giáo chiều xí quản lợ. Giao tiếp thường ngày còn coi là được. Rư tráng giao lưu khái sản khứa Đến người bản địa. Lén bẩn địa rấn. mình hiểu rõ. của miếng bài. ở ký túc xá trường. trụ trường học. Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Khớ này Ngoại ngữ chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. 选越南语专业。